À, các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái bài gradient trong cái ELUT. Thì với bài gradient là một trong những bài rất là quan trọng, nó là một cái chặng ở giữa, có nghĩa là đi qua từ mảng bệt đến gradient. Thì bản chất của gradient nó chính là giải chuyển sắc từ màu đậm sang màu nhạt. Và cái giải chuyển sắc ấy nó sẽ làm cho cái sản phẩm của bạn có chiều sâu từ màu đậm sang màu nhạt như vậy. Nên chính như vậy mà các bạn phải sử dụng nó nhiều hơn và sử dụng tốt hơn. Thì cái công việc cũng giống như các chương trình khác thôi, chúng ta sẽ tạo ra khổ giấy trước đã. À, các bạn nhìn này. Khi mà tôi tạo ra khổ giấy xong thì ở đây nó có một cái nguyên tắc như sau. À, chúng ta sẽ vẽ một cái công cụ đơn giản như này đã. Mọi người để ý này. Để muốn đổ được cái gradient, chúng ta ấn vào biểu tượng trên thanh công cụ của chúng ta. Nó có biểu tượng đó là mũi tên. Các bạn nhìn thấy mũi tên chỗ nào không ạ? Hay được gọi là ngoặc vuông đấy. Chúng ta tích vào đây thì nó sẽ mặc định cho chúng ta một bên là màu đen và một bên là màu trắng. Cái màu đen nó tượng trưng cho phần nào? Nó chính là tượng trưng cho phần trong cái bảng gradient của bạn. Nó chính là bên này. Màu trắng tượng trưng cho bên này. Nhìn thấy không ạ? Rồi, sau khi đã làm xong được cái vấn đề đổ được gradient thì bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh màu của gradient như sau. Các bạn ghi đi màu điều chỉnh gradient. Để muốn chọn được màu của gradient, bước 1 là bạn phải chọn vào cái tấm hình đã đổ gradient xong đó. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào gradient thì ở đây nó sẽ có hai điểm chấm màu cho các bạn. Điểm chấm màu bên tay trái và điểm chấm màu bên tay phải. Với cái này bạn sẽ chọn vào đây cho tôi bằng cách là tích đúp vào. Nó sẽ xuất hiện cho bạn một cái bảng màu có sẵn trong cái việc bảng màu giống như trong ELUT của các bạn. Lúc này bạn có thể chọn cho tôi một cái màu như thế này, ví dụ chọn màu xanh đậm. Sau đó thì bạn sẽ tích đúp vào đây và bạn sẽ chọn cho tôi một màu xanh, đó là màu xanh nhạt. Ok, mọi người nhìn em ạ. Thì lúc này màu đậm nó sẽ tượng trưng cho bên này và màu nhạt nó tượng trưng cho bên này. Đấy là cái việc mà chắc chắn chúng ta làm được với gradient nha. Bởi vì tác dụng của gradient đầu tiên đó là tạo ra một cái nền chuyển sắc từ màu đậm sang màu nhạt. Nó sẽ làm cho sản phẩm của bạn có chiều sâu. À, khác với so với một cái nền mà chúng ta dùng một cái tấm bình thường chỉ là một cái màu xanh thôi thì không nên. Tôi khuyên các bạn sau này nên dùng gradient một cách lạm dụng giúp tôi. Tôi phải dùng từ lạm dụng. Bởi vì nó tạo ra những sản phẩm bắt mắt và trong trẻo hơn. Nào nhìn này, chúng ta sẽ ghi lưu ý của dùng gradient là người ta sẽ không chuyển từ một màu sang màu trắng. Hùng để ý. Nào, chúng ta sẽ không chuyển từ một màu xanh sang màu trắng, không chuyển từ màu tím sang màu trắng và cũng không chuyển từ bất cứ màu nào sang màu trắng cả. Bởi vì cái file thiết kế của bạn sẽ bị non màu. Và chúng ta chỉ nên chuyển từ một màu xanh đậm sang một màu xanh nhạt, từ màu tím đậm sang tím nhạt, vàng đậm sang vàng nhạt và đỏ đậm sang đỏ nhạt thôi. Nhưng người ta không bao giờ chuyển từ một màu sang màu trắng, trừ trường hợp bạn dùng cho việc tạo ra quảng cáo cho TH Trung Yêu, quảng cáo cho Vinamilk, quảng cáo cho một cái trường nào đó mầm non. Bạn vẽ bầu trời thì người ta sẽ chuyển từ xanh sang trắng. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Đấy là những trường hợp đặc biệt mà tôi đưa ví dụ cho bạn thôi. Còn bình thường tôi tuyệt đối không bao giờ chuyển từ một màu xanh sang màu trắng cả. Nhớ nhá. Rồi tiếp theo. Phần thứ hai trong gradient của chúng ta thì nó có một cái biểu tượng cho các bạn, đó là độ xoay của độ. Em nhìn thấy độ xoay của cái gradient nhá. Bạn sổ xuống thì bạn sẽ chọn cho tôi xoay là 90 độ. Bạn sổ xuống bạn chọn cho tôi 45 độ. Bạn sổ xuống chọn là 60 độ. Có hiểu này không đã? Nhưng đây là độ xoay của gradient và chúng ta rất là khó kiểm soát. Ví dụ như là 35 độ nó sẽ xoay như nào, 45 độ xoay ra sao, chúng ta không thể tưởng tượng được. Nên người ta sinh ra một cái việc như sau, là muốn điều chỉnh được độ xoay của gradient thì chúng ta sẽ tích vào biểu tượng phím G trên bàn phím. Nhìn phím G trên bàn phím chưa? Và chúng ta được quyền kéo, 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 kéo và kéo. Thì đây chính là độ xoay của gradient. Mọi người hiểu cái này chưa đã? Và trong quá trình khi dùng gradient, tôi khuyên các bạn một câu rằng nên giữ shift để nó theo phương vuông góc. Ví dụ như này. Ok, kéo tôi đến đây, phương vuông góc. Được chưa?
Rồi, tiếp theo, trong phần gradient người ta không bao giờ được quyền kéo giữa màu đậm và màu nhạt gần nhau. Ví dụ kéo đây đến đây thì cái giải chuyển sắc của bạn sẽ rất là xấu. Nên chính vì vậy tôi khuyên các bạn một câu rằng khi dùng gradient chúng ta phải kéo từ trái qua phải như thế này. Hiểu cái này chưa ạ? Ok. Vậy thì lúc này chúng ta đã tạo ra một phong cách gradient, đó là một màu tôi chuyển từ màu xanh đậm sang một màu xanh nhạt. Rồi bây giờ tôi sẽ copy cái hình này xuống dưới, tôi sẽ có gradient số 2. Gradient số 2 thì bạn chỉ việc làm muốn thao tác thôi, đó là cái gì ạ? Nào, chọn vào hình, chúng ta sẽ chọn vào màu đây, đây là đỏ đậm và đây là đỏ nhạt. À, tôi sẽ chọn màu này nó đậm hơn nữa đi. Đây, chuyển sang màu vàng cho nó dễ. Mọi người nhìn thấy đỏ sang vàng chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ kéo xuống một tí nữa và chúng ta sẽ chọn là màu của chúng ta là màu gì? Tím đậm sang tím nhạt. Mọi người hiểu bản chất của cái việc tôi đang chuyển sắc thì chưa? Có nghĩa là chúng ta phải làm ra các loại background liên quan đến các loại màu liên quan đến sản phẩm. Tiếp theo, chúng ta sẽ copy tiếp theo một giá trị nữa sang bên tay phải. Thì trong phần gradient của chúng ta nó có một giá trị là thuộc tính. Thuộc tính thứ nhất là chúng ta đang dùng gradient từ trái qua phải, từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Thì trong thuộc tính số 2 nó có gradient theo hình tròn. Nhìn gradient theo hình tròn chưa? Đây là một trong những thể loại gradient tôi dùng nhiều nhất. Tại sao lại nhiều nhất? Bởi vì là nó sẽ tạo ra sắc độ từ bốn góc. Có nghĩa là từ bốn góc bao giờ nó cũng có đậm trung gian sáng, chứ không phải là đi từ trái qua phải, chỉ có đậm trung gian sáng từ trái qua phải thôi. Các bạn nhìn này, tôi tích vào đây. Các bạn có nhìn thấy chỗ đậm trung gian sáng, đậm trung gian sáng, đậm trung gian sáng và đậm trung gian sáng chưa? Thì trong này tôi chia sẻ cho bạn về việc kéo gradient đây để tạo ra những cái background cho catalog, background cho tạp chí, rồi background cho tờ rơi, rồi background cho standy là đều dùng cái này. Thì các bạn nhìn này, lúc này tôi sẽ dùng cái ngụm phím G là kéo tự do và tôi đặt tâm của nó vị trí ở vị trí bên tay trái, bởi vì người Việt Nam người ta có cách nhìn từ trái qua phải và vị trí tâm sáng đó thường thường tôi sẽ đặt logo, còn bên tay phải của chúng ta tối hơn tôi sẽ đặt sản phẩm hoặc là chữ. Thì tôi cầm và tôi kéo này, nhìn này, bạn thấy tôi kéo rộng chưa? Và sau khi kéo xong này thì bạn sẽ thấy một cái nền rất là hài hòa, nhưng ở đây nó có một giá trị là từ tối này, đậm trung gian sáng, đậm trung gian sáng, đậm trung gian sáng, nhưng sắc độ rất là đều và đẹp. Các bạn hiểu cái cách tôi kéo chưa? Chứ không bao giờ người ta được quyền kéo gradient như thế này. Đấy, có nghĩa tôi đang ví dụ cho bạn là không nên kéo hai vị trí nó gần nhau, nó sẽ rất là xấu. Vậy ít nhất em sẽ phải tạo ra một cái gradient theo hình tròn như này cho tôi. Chốt phần này chưa? Rồi, tiếp theo, trong phần gradient của chúng ta nó có gradient một màu, bây giờ thì chúng ta sẽ có gradient nhiều màu. Nào các bạn nhìn này, để qua được bài gradient chúng ta đi cực kỳ cẩn thận. Nào, để muốn có gradient nhiều màu, bạn tích vào một cái gradient, sau đó bạn nhìn thấy cái giải chuyển sắc của chúng ta từ màu vàng sang màu đỏ chưa, thì bạn tích đúp trên cái thanh này, từ khắc nó sẽ thêm một cái điểm chốt, và điểm chốt này bạn tích đúp vào đây thì bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu. Ok, bạn tích đúp vào đây bạn sẽ có thêm một cái màu nữa. Có hiểu cái này không đã? Vậy cái này gọi là gradient nhiều màu. Xong phần này chưa? Và sau khi đã có nhiều màu xong thì có những người bạn là em muốn bớt màu được không, thì bạn sẽ copy xuống một tí nữa. Đây có mấy điểm chốt ạ? Mọi người nhìn có mấy điểm chốt này ạ? Chúng ta sẽ bớt màu đi bằng cách là chúng ta sẽ cầm một điểm màu đó và ấn vào vị trí thùng rác. Có nghĩa là không thích thì vứt vào thùng, nhưng mà thùng đấy gọi là thùng rác thì vứt đi. Còn điểm thứ hai thì bạn cầm và bạn kéo ra ngoài cho tôi. Hiểu cái này chưa? Rồi, vậy chắc chắn phải làm được cái phần gradient này. Tí nữa các bạn sẽ làm bài này và về nhà các bạn làm bài này. Buổi sau tôi sẽ lục lại những đồng chí nào không làm thì chắc chắn phải nộp bài cho tôi gấp đôi, gấp ba lần. Tất cả việc này sẽ được chấm vào điểm ý thức hết. Bởi vì tôi rất là mong muốn các bạn là phải làm được bài, và làm được bài để các bạn chắc về mặt thiết kế của chúng ta. Sau đó thì chúng ta đi đến kỳ 2, kỳ 3 thì nó rất là dễ thở. Chứ mọi người cũng không làm bài được thì thật sự là thấy hơi bị đáng tiếc. Học đến tầm này rồi mà chúng ta lại không làm được phí. Nào, xong chưa? Vậy thì biết gradient nhiều màu và gradient ít màu đúng không?
Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến một giai đoạn nữa, đó là gradient lấy từ sự chuyên nghiệp của một bản thiết kế khác. Các bạn ghi đi, gradient lấy từ ảnh. Chúng ta sẽ đi qua cấp độ, nhiều cấp độ nhá. Gradient thường, gradient nhiều màu, gradient hình tròn và gradient hình gì? Từ trái qua phải. Bây giờ là gradient lấy từ ảnh. Đúng không ạ? Nào, chúng ta sẽ chọn là file và chúng ta chọn vào plate. Đúng không ạ? À, trong phần này tôi sẽ chọn đến một cái thư viện ảnh và tôi chọn đến ổ e, tôi chọn đến đề thi. À, trong phần đề thi thì tôi sẽ chọn sản phẩm, hy vọng rằng các bạn tí nữa sẽ thực hành cho tôi cái này ngay lập tức. À, tôi sẽ chọn vào sản phẩm và tôi chọn vào một cái nền background. Đây ạ. Tôi đã chia sẻ cho bạn là một lần là tôi rất thích cái màu như thế này. Đúng không? Và cái này được gọi là xanh cổ vịt, người ta đang chuyển từ màu xanh đậm chuyển sang màu xanh nhạt. Và làm thế nào để lấy được cái này? Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, ví dụ chúng ta copy làm phiên bản. Các bạn nhìn thấy phiên bản chưa? Chúng ta lấy màu thì chắc chắn là cái màu đậm này sẽ ứng với cái màu này đúng không? Thì có nhiều người tích vào đây, nhìn thấy không? Tích vào đây chưa? Tích vào cái vị trí màu đậm của cái gradient này. Dùng phím Y ngắn và chỉ thẳng vào màu đậm. Thì bạn yên tâm một điều rằng khi chỉ như này chúng ta sẽ bị sao ạ? Nó đổ cả một màu ngang. Chúng ta không lấy được màu. Thì trong trường này muốn lấy màu từ một tấm ảnh, người ta bắt buộc phải dùng một thủ thuật như sau. Đó là chọn vào màu, nhìn không ạ? Chọn vào bút Y ngắn. Nhưng ở đây lại có một cái phím Shift để cho các bạn chọn nữa, và đây tích vào đây, bạn lấy được khu vực màu đậm. Hiểu cái này chưa đã? Sau này khi mà thiết kế với những sản phẩm gì đó, bạn search, hãy search một cái background và đồng hồ cho tôi. Thì nếu mà bạn làm về sản phẩm đồng hồ thì bạn sẽ có nhiều cái gradient rất chuyên nghiệp. Lấy luôn gradient của người ta giúp tôi cái. Đồng ý không ạ? Không cần phải tự bịa ra nha. Bởi vì cái sự bịa của em nó không bao giờ đẹp được. Đồng ý không ạ? Chúng ta sẽ chọn sang cái sản phẩm số 2. Chúng ta tích vào Y ngắn và chúng ta chỉ vào sản phẩm số 2 cho các bạn. Bạn nhìn thấy chưa? Lúc này tôi đã có một cái gradient lấy từ màu xanh đậm sang màu xanh nhạt. Hiểu bản chất của cái này chưa đã? Rồi tiếp theo, bỏ qua cái này. Thế là tôi đã chỉ cho các bạn tiếp theo về gradient lấy từ ảnh đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ lấy từ gradient từ thư viện dành cho những người người. Có các loại gradient khác nhau. Nào các bạn nhìn này. Để muốn lấy từ gradient dành cho người người thì có nghĩa là đây là gradient có sẵn. Mà có sẵn thì có phải là lấy từ thư viện không ạ? Thì các bạn sẽ bước 1 chọn vào cho tôi bảng màu. Bước 2 các bạn sẽ chọn cho tôi một giá trị, đó là quyển sách. Bước 3 các bạn sẽ chọn cho tôi một giá trị về gradient. Và bước 4 đây là toàn bộ thư viện trong cái chương trình AI của chúng ta. Chúng ta có thể dùng được, nhưng chúng ta có thể không dùng cũng chả sao. Sau này các bạn lên trên mạng tìm cho tôi tất cả những loại gradient màu đồng và màu vàng, màu bạc. Các bạn có thấy là có nhiều cái chữ mà chúng ta phải làm bằng vàng bạc không ạ? Ok, chúng ta làm được. Nhưng mỗi tội là làm được nó hơi bị lâu và đôi lúc phải kiểm định mà sắc độ. Thay cho việc đó tôi nên cho bạn, tôi search một phát ra cái màu vàng tôi mang về thì cái màu vàng tôi làm rất là nhanh. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, tôi sẽ chọn xem lại, như này. Lúc này tôi chọn vào đây thì có phải đây là gradient có sẵn không ạ? Nhìn nhá. Ok, tôi kéo cho bạn xem. Kéo xuống tí cho nó dễ nhìn. Nào, next qua, nhìn thấy không? Có nhiều màu không ạ? Có, ấn vào đây bắt có nhiều màu luôn. Có sướng không ạ? Ok, vậy thì trong phần gradient này của chúng ta nó có một cái trường hợp rất là đặc biệt. Đó là chúng ta có thể sử dụng được trực tiếp. Nhưng thư viện của gradient có thể chỉnh sửa được không? Thì tôi nói cho bạn biết luôn là chỉnh sửa được. Bởi vì khi chúng ta chọn vào gradient thì chúng ta quay trở về cái bảng của nó. Các bạn có nhìn thấy bảng không ạ? Chúng ta được quyền thêm và bớt điểm của nó đi không ạ? Mọi người có nhìn thấy tôi thêm bớt điểm dễ dàng không ạ? Rồi, chốt lại phần gradient thư viện. Xong chưa? Vậy tính năng đầu tiên tôi muốn các bạn phải tạo ra cho tôi một cái background liên quan đến toàn bộ gradient xanh, đỏ, tím, vàng. Và hy vọng rằng mỗi cái xanh, đỏ, tím, vàng này bạn sẽ ra cho tôi một sản phẩm tương ứng. Hiểu phần này chưa đã? Ok. Bây giờ phần thứ hai, đó là gradient làm cho ảnh chìm vào nền. Các bạn ghi đi, gradient làm cho ảnh chìm vào nền. Phần 1 là làm background nhá. Phần thứ hai làm cho ảnh chìm vào nền giúp tôi cái. Ảnh chìm vào nền thì trong nguyên tắc về thiết kế đồ họa nó có 3 loại bố cục rất là cơ bản và đang chiếm lĩnh trên thị trường của chúng ta. Đó là bố cục trong khung, là vẽ một cái khung cho ảnh vào.
hôm trước tôi vẽ cho bạn xem. Bố cục thứ hai là bố cục ngoài khung, là bạn phải dùng pen mà cắt ra để nguyên cái người đó là riêng này. Các bạn hiểu cái này chưa? Và bố cục thứ ba là bố cục làm cho ảnh chìm vào nền. Thì bố cục thứ ba dành cho những người mà thực sự là tôi nói cho bạn biết là người. Thay cho việc ông phải cắt cái hình đó ra, cần gì phải làm gì đâu, cho nó chìm vào nền. Xong, đỡ phải cắt. Vậy có sướng không ạ? Vậy thì các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta hãy chọn một phương pháp làm sao mà làm nhanh, nhưng không phải vấn đề về xấu luôn nha. Làm nhanh nhưng vẫn phải đẹp. Thì tôi khuyên các bạn một câu rằng là bạn hãy chọn cho tôi những giải pháp như vừa rồi tôi chia sẻ. Đồng ý không ạ? Bây giờ thì hôm nay chúng ta sẽ làm về một cái sản phẩm, và nó sẽ hội tụ tất cả những cái thứ mà trong Gradient của chúng ta. Đó là sản phẩm về điện thoại. Tôi làm về Vivo V15. Ok. Các bạn sẽ chọn vào file và chúng ta chọn vào phần Place. Đây là cách đưa ảnh vào trong AI của chúng ta. Đến phần này là làm ảnh chìm vào nền này. Tôi sẽ chọn vào biểu tượng như sau, đó là ổ E và thư viện ảnh. Trong phần thư viện ảnh tôi sẽ chọn vào D. Phần D của chúng ta sẽ kéo xuống một tí để tôi có một cái hình ảnh điện thoại. Mọi người nhìn điện thoại này chưa? Ok. Xong cái này chưa đã? Mọi người để ý cái này chưa? Nào nhìn này. Tôi sẽ chọn đầu tiên là về cách xử lý về logo. Chúng ta sẽ chọn logo ra, và logo của chúng ta là có được cái này. Các bạn đồng ý với tôi là trong quy trình khi mà các bạn đi làm về thiết kế cho khách hàng, nhiều lúc chúng ta yêu cầu bảo là anh ơi, anh cung cấp cho em một cái logo bản mềm được không? Bởi vì thực chất là em thiết kế ra xong là đẹp lắm rồi, nhưng mà muốn đội là cái logo của anh là ảnh nó bị vỡ quá. Thì bây giờ anh có bản mềm không, gửi cho em cái được không ạ? Để em làm cho thiết kế cho sắc nét. Bởi vì logo chúng ta phải bằng vector, mà vector chỉ nằm trên những chương trình như sau, đó là Illustrator, phần thứ hai là CorelDRAW. Hiểu cái này chưa? Vậy thì bị vỡ như này thì chắc chắn là chúng ta phải đồ, đúng không ạ? Người ta cũng thông báo một câu rằng là em ơi, anh thực sự là anh không còn một cái logo bản mềm nào cả, anh chỉ có mỗi cái ảnh đi thôi. Thôi em giúp anh, em đồ lại giúp anh cái. Vậy thì đồ lại có phải dùng bằng pen không em? Là cái chắc. Vậy pen mà không biết dùng thì coi như đứt rồi, chúng ta sẽ không có chỗ đứng nữa rồi, đúng không ạ? Vậy tôi khuyên các bạn một câu rằng là bạn phải luyện pen bài hôm trước cho tôi kỹ một tí. Nên là em có thấy là nó rất quan trọng. Nên chính vậy mà tôi phải nhấn mạnh lại cho các bạn. Và đây là lộ trình mà tôi xây dựng trong quy trình về tôi đi làm 18 năm dành cho tất cả những dân không chuyên. Từ những người mà đang làm kinh doanh và nhảy vắt sang làm thiết kế vẫn được, mà làm không bao giờ thua kém bất cứ một tên thiết kế nào đâu ạ. Nên hy vọng rằng bạn sẽ luyện cho tôi cái này nhá. Được chưa? Nào. Trong một tấm ảnh của chúng ta, cái hình logo của chúng ta đang là rất to, nó là file PNG, nhưng tôi vẫn muốn cái này trở thành vector. Thì làm bằng cách nào? Thì người ta sẽ có một cái công cụ, đó là ImageJ, là biến ảnh trở thành vector. Hùng để ý. Nào, ImageJ là chúng ta sẽ biến ảnh trở thành vector. Thì trong phần này các bạn phải để ý một tí là ở đây sắc độ nó là màu xanh, khi ấn vào ImageJ thì nó xảy ra một vấn đề là cái ảnh này sẽ bị mất màu, không còn giá trị. Các bạn sẽ thấy là nó tự chạy và nó sẽ không có màu. Các bạn nhìn thấy không ạ? Các bạn chơi, nhưng mà trong cái phần chơi đấy nó sẽ có nhiều cấp độ khác nhau. Nên tôi khuyên các bạn câu rằng là ở đây chơi chúng ta có loại 3 màu. Thì khi bạn chọn 3 màu thì cái khu vực của bạn sẽ an toàn, bởi vì nó đọc được các thông số thấp. Thông số thấp là thông số màu sáng đấy. Thì tôi giữ lại cho các bạn, thì tôi chọn vào đây. Và lúc này sau khi tôi chọn xong thì bạn yên tâm một điều rằng tôi đã có một cái logo màu xanh vector là chắc chắn chuẩn xác rồi, không bao giờ bị mất hình đâu ạ. Nên gặp những logo nào màu xanh thì bạn phải chọn cho tôi, đó là cách chơi 3 màu. Hiểu cái này chưa á? Nhìn thấy 3 màu chưa? Có chấp nhận cái này không? Chấp nhận, bởi vì cái ảnh này to quá, chúng ta chơi ra không cần phải đồ lại đâu ạ. Chính xác luôn logo luôn. Đó. Và sau khi làm xong thì bạn sẽ ấn vào expand là biến chấp nhận cái này trở thành vector. Tôi ấn vào đây thì thành vector. Nó sẽ gồm có hai phần. Phần thứ nhất là nền màu trắng và phần thứ hai là nền màu xanh. Tôi chuột phải chọn vào ungroup của đối tượng ra, thì đối tượng logo của chúng ta sẽ có được cái này. Có nhìn logo không ạ? Ok, vậy thì làm cái này nhàn mà. Mà không biết chiều này thì chắc ngồi đồ lại thì cũng hơi vất. Ok. Trong quy trình để muốn xóa nhanh, người ta dùng cái phương pháp đó là pháo hoa. Pháo hoa có tính năng chọn những đối tượng cùng màu và cùng hiệu ứng. Ấn vào đây, chúng ta xóa đi một cái. Các bạn có nhìn thấy tôi xóa nhanh không ạ? Là tất cả những ông màu trắng được gọi là mang tên em màu trắng thì em sẽ biến mất cho tôi. Thì tất cả màu trắng biến mất. Hiểu cái này chưa á? Rồi.
Sau khi làm xong, tôi quét qua toàn bộ đối tượng đó và tôi giữ shift loại trừ ông này, ấn vào Ctrl G. Ctrl G là group này để làm gì? Để logo đây để tí nữa làm. Đồng ý không ạ? Rồi, tiếp theo. Bây giờ việc còn lại là chúng ta sẽ copy cái hình ảnh sản phẩm bắt đầu làm. Đây không ạ? Nào, để muốn đổ được một cái nền gradient theo phong cách của cái Vivo V15 đó, chúng ta sẽ chọn vào file, chúng ta chọn vào plate và chúng ta sẽ lấy từ một cái ảnh của chúng ta đây ạ. À, các bạn có nhìn thấy người ta chuyển từ một màu xanh đậm sang một màu hồng không ạ? Ok, tôi sẽ chọn giá trị của cái hình này chuyển từ màu xanh sang màu đậm đấy. Nào, nhìn nhá. Tôi sẽ chọn về điểm số 1. Tôi dùng bút y ngắn và tôi chỉ vào xanh đậm. Bước 2, tôi sẽ chọn vào màu đậm. Tôi dùng bút y ngắn, tôi chỉ vào màu tím đậm. Lúc này các bạn sẽ thấy tôi có một cái nền gradient như này. Hiểu cái này chưa đã? Đây là phương pháp mà vừa tôi chỉ cho bạn, đó là cách lấy gradient từ ảnh. Xong chưa? Rồi, bỏ qua ông này cái. Bước thứ hai, sau khi chọn vào gradient xong thì các bạn có thấy rằng biểu tượng này tôi đang bị ngược màu không ạ? Tôi sẽ đảo ngược lại bằng cách ấn vào đây. Bạn có nhìn thấy chỗ này tím và chỗ này hồng chưa? Rồi, xong. Bây giờ làm tiếp theo, nhìn này. À, chúng ta sẽ học về cách làm cho ảnh chìm vào nền. Thì việc đầu tiên là chúng ta phải có ảnh. Tôi sẽ chọn vào file và tôi chọn vào plate. Lúc này tôi sẽ chọn đến một cô gái, tôi chọn đến một chàng trai. Đấy, các bạn nhìn thấy màu đẹp chưa? Nào, tôi đẩy lên một tí. Rồi, ok, chọn vào đây. Đây ạ. À, chúng ta sẽ dùng một cái T. Chúng ta đánh tạm một cái tách đi, bởi vì chúng ta chưa có tách thì chúng ta ghi camera, đúng không? À, trước. Hai mươi MP xuống đỉnh. Đúng chưa? Ok, sau khi mà chọn xong chúng ta sẽ có cái V15. Thì cái phần đấy tôi không cần phải chỉnh nữa. Tôi đặt đây tạm đây đã. Nhìn đúng không ạ? Đây nội dung tí là chúng ta làm. Tại vì khi làm ra bản thiết kế phải có nội dung và hình ảnh. Nào các bạn nhìn đúng không ạ? Trong trường hợp này các bạn có đồng ý với tôi, nếu cô gái là bạn cắt thì có thấy mệt không ạ? Rất mệt, thậm chí còn phải lọc được tóc. Có đúng không ạ? Vậy thì thay cho việc làm mệt như này, tôi sẽ chọn cô gái. Được chưa? Bước 1, bạn muốn làm cho ảnh chìm vào nền thì bước 1 chọn vào hình nhá, làm từng bước này. Bước 2, chọn vào transparency. Nhìn thấy không ạ? Bước 3, tích đúp vào ô gần ô ảnh. Thì lúc này nó đang là mặt nạ đen thì hình sẽ bị biến mất. Thì chúng ta phải bỏ cái clip đi để chúng ta nhìn được hình. Được chưa? Bước 5, dùng một hình vuông vẽ to hơn hoặc bằng. Thì trong trường này khi tôi vẽ đâu sẽ bị mất đến đấy, bởi vì cái hình tôi vẽ ra là màu gì? Có nhìn thấy màu đen gì không ạ? Ok, nếu tôi chọn cái này là màu ghi thì bạn sẽ thấy nó bị mờ. Có thấy mình mờ không ạ? Và nếu mà tôi chọn nó màu trắng thì bạn không có tác dụng. Vậy thì các bạn có đồng ý với tôi là màu đen làm cho mất hình không ạ? Màu ghi làm cho mờ hình không ạ? Và màu trắng làm cho giữ nguyên được hình không ạ? Vậy thì trong cái gradient đen trắng của bạn có sắc độ là đậm, là màu đen. Sắc độ thứ hai là màu ghi. Và sắc độ thứ ba là sắc độ trắng, đúng không ạ? Nó có ba sắc độ đấy, tượng trưng cho việc tôi kéo đâu thì ảnh sẽ mờ đến đấy. Có đúng không đã? Ok, bây giờ chúng ta để ý đây này. Nào, vậy trong cái phần mặt nạ của chúng ta đang là màu trắng này, tôi muốn đổ gradient cho nó. Là vẽ một hình to hơn bằng rồi nhá. Nhìn chưa? Muốn đổ gradient đen trắng người ta phải làm cái nào? Trở về bảng màu. Có nhìn thấy cái này có sẵn không ạ? Tích vào. Các bạn có thấy cái này chìm vào nền không em? Có nhìn thấy chìm vào nền không ạ? Ok, vậy chúng ta ngồi chúng ta phân tích một tí. Các bạn có nhìn thấy bên này màu đen không ạ? À, chỗ này chìm vào nền. À, chỗ này ghi đúng không ạ? À, chìm, vậy thì nó chỉ mờ hình. Và chỗ này trắng thì có vẻ là giữ lại hình không ạ? Hiểu phần này chưa đã? Vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho bạn một cái tiêu chí là kéo gradient như sao.
Vậy thì kéo gradient có phải dùng phím G không em? Tôi kéo từ đây cho đến đây thì bạn có nhìn thấy cái này mất không ạ? Ok, tôi kéo từ đây cho đến đây, kéo nhảy thì cái này có mất không ạ? Vậy thì các bạn có nhìn thấy cái chữ tôi nữa không ạ? Để tí nữa tôi dùng cái chữ sau. Hiểu phần này chưa đã? Ok. Nhưng người ta sẽ tuyệt đối không bao giờ kéo gradient vượt quá mép ảnh. Nhìn thấy vượt quá mép ảnh chưa? Đây này, kéo lại là vượt quá mép ảnh này. Thì cái chỗ này là màu gì ạ? Vừa rồi tôi vừa chỉ đấy, nếu kéo này thì chỗ này có phải là màu ghi không ạ? Ok, nên khi kéo này thì các bạn có thấy là nó không êm và nền không ạ? Hiểu cái này chưa? Rồi bây giờ kéo lại nhá. Nào, bắt đầu từ mặt cô gái kéo đến đây. Ok. Tôi kéo tí nữa vào đây. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong cho thoát khỏi lệnh, tôi đã có được hình cô gái thoát khỏi lệnh bằng cách đặt tích ra ô ảnh. Thì lúc này đối tượng của chúng ta đã chìm vào nền và không cần phải cắt hình đâu ạ. Mọi người hiểu bản chất của cái này chưa đã? Ok. Nào tiếp theo. Các bạn muốn ảnh này sắc nét lên không ạ? Khi thiết kế người ta cần một cái ảnh sản phẩm sắc nét thì tôi chỉ cần ấn vào Ctrl C là một là copy, Ctrl F là copy lên phía trên. Các bạn có thấy là lên phía trên chưa? Bạn muốn sắc nét, bạn chỉ cần dùng cái giá trị hòa trộn cho chúng tôi đó là overlay. Ảnh sẽ sắc nét lên, các bạn nhìn nhá. Tôi kéo để cho bạn xem. Nhìn chỗ màu màu ạ. Ấn vào đây, các bạn nhìn thấy không? Ok, muốn sắc nét vừa thôi, chúng ta chọn vào giá trị soft light. Đây là tiêu chí dùng trực tiếp từ phiên bản Photoshop chuyển sang. Xong phần này chưa đã? Ok, xóa cái này đi làm lại. Nào tiếp tục này, cách làm ảnh chìm vào nền. Tôi chọn vào file và tôi chọn vào plate. Tôi sẽ chọn đến một cô gái trông nó hơi tây tây một tí như này. Tôi đặt vào đây ạ. Các bạn nhìn này chưa? Rồi, cách làm ảnh chìm vào nền. Đồng ý không ạ? Ok, tôi kéo dài đây một tí. Nào, bước 1 chọn vào hình, đồng ý chưa? Bước 2 chọn vào transparency. Bước 3 tích đúp vào ô gần ô ảnh. Bước 4 bỏ clip để nhìn được hình ảnh. Bước 5 dùng một hình vuông vẽ to hơn hoặc bằng. Và sau khi vẽ xong, đối tượng này bị chìm vào nền bởi vì tôi đang dùng gradient. Để muốn cho ảnh chìm vào nền, người ta sẽ dùng gradient đen trắng là tốt nhất. Nên tôi sẽ quay trở về với cái bảng màu và chọn gradient đen trắng. Lúc này chúng ta ngồi và chúng ta phân tích thì bên này màu đen sẽ chìm vào nền, bên này là màu ghi và bên này sẽ là giữ lại hình. Chúng ta sẽ điều chỉnh lại hướng của gradient bằng công cụ phím G. Phím G và kéo trực tiếp từ trái qua phải như này. Bạn thấy ảnh chìm vào nền chưa? Chúng ta làm không khác gì Photoshop cả. Bởi vì nếu mà chúng ta biết được tiêu chí. Ok, xong chưa? Rồi, thoát này. Đã xong. Bây giờ tiếp theo đặt một câu hỏi. Cái nền này em rất thích, nhưng mà em lại vẫn phải muốn có một cái nền nó óng ánh, nó bắt mắt và nó tốt hơn so với phiên bản của các bạn. Thì người ta có hai cách như sau. Cách thứ nhất, tôi làm nền thường. Nhìn này, cách làm nền thường. Nhìn nhá. Quét qua toàn bộ đối tượng đó và copy xuống dưới. Tôi có hai phương án. Phương án số 1, tôi sẽ làm nền thường bằng cách như sau. Chọn vào cái nền dưới, Ctrl C và Ctrl F, cho đối tượng này xuống dưới và cho lên trên cùng toàn bộ các bạn. Các bạn nhìn thấy này chưa? Riêng cái phần này tôi sẽ cho một tiêu chí như sau. Tôi quét qua đến đây, đây là nền thường. Và cái nền này phải cho xuống dưới. Cái tấm ảnh của chúng ta, các bạn có nhìn thấy cái tấm ảnh của chúng ta như này không ạ? Và lúc này tôi sẽ chọn cho nó một cái màu, đó là màu trắng. Các bạn có nhìn cái chỗ nào màu trắng của tôi chưa? Cái này có vấn đề gì, cái này không làm được không ạ? Nhìn này chưa? Ở đây có 3 lớp. Lớp thứ nhất là lớp nền, lớp thứ hai là màu trắng, và lớp thứ ba là ảnh chìm vào nền. Cái này tôi đã phân tích rồi nha. Tôi nói rất là rõ cái này. Tôi hy vọng rằng sau bài hôm nay sẽ có giày da, túi da, đồng hồ, trang sức, các thể loại đồ bóng và đồ bóng hết cho tôi nha. Rồi, lúc này tôi muốn tạo ra một cái đường cong để tạo ra một sự mềm mại hơn. Tôi sẽ chọn vào đối tượng và dùng công cụ Shift C. Shift C là công cụ bẻ cong một cách trực tiếp, và công cụ này là công cụ cuối cùng của pen. Hy vọng rằng bạn dùng cái này nhiều. Cái này tôi dùng cực kỳ nhiều luôn, bởi vì nó sẽ đem lại cho tôi một tốc độ khủng khiếp. Nhìn không ạ? Tôi cầm điểm này và tôi kéo vào đây. Nhìn không ạ? Nhìn nhá. Chúng ta sẽ chọn vào Shift C và chúng ta chọn vào góc của đối tượng và kéo trực tiếp. Em nhìn thấy chỗ này nó cong như này không ạ?
Và trong quy trình khi tôi kéo cong nhảy ra thì bạn sẽ ra võng lên trên, và tôi ấn vào biểu tượng Shift C đầu này thì từng khắc nó sẽ căn về đường thẳng. Hiểu phần này chưa đã? Không cần phải uốn đâu, nào phát được ngay. Nào bắt đầu tiếp tục. Nhìn nhá. Lúc này chúng ta lại quay trở về với cái giá trị là cách làm cho ảnh chìm vào nền. Tôi coi như cái giá trị này tôi cho nó ảnh chìm từ trên xuống dưới được không ạ? Nào, bước 1 lại chọn vào hình. Bước 2 chọn vào biểu tượng là transparency. Bước 3 tích đúc vào ô gần ô ảnh. Bước 4 bỏ clip để nhìn được hình ảnh. Nhìn thấy chưa? Bước 5 dùng một hình vuông vẽ to hơn hoặc bằng. À, thay cho việc tôi làm với ảnh thì bây giờ tôi làm với hình. Các bạn nhớ nhá. Ok. Và sau khi làm xong tôi sẽ chọn vào gradient đen trắng để áp dụng cho nó là chìm từ trái qua phải. Các bạn nhìn thì chìm từ trái qua phải không ạ? Cái miếng của tôi đây ạ. À. Được chưa? Dễ hiểu chưa đã? Tôi nói cho bạn biết gradient tôi có thể dạy kỹ khủng khiếp luôn. Nhá, tôi hy vọng là bạn đi qua được bài này bạn phải làm được. Nào, sau khi mà làm xong chúng ta chọn vào phím G, tôi thay đổi hướng gradient bằng cách kéo từ trên xuống dưới. Bạn có thấy chỗ này nó sáng và chỗ này nó mờ dần không ạ? Ok, kéo nữa cho nó dễ đẹp hơn, nhìn không ạ? Chỗ này chìm vào nền, chỗ này chỉ hơi phát sáng một tí thôi, thoát ra. Nào, biểu tượng này chúng ta sẽ chơi một trò như sau. Sổ xuống và chọn vào giá trị đó là overlay. Bạn nhìn thấy chỗ overlay chưa? Ok, bởi vì overlay nó sẽ làm tươi màu chỗ đi lên và nó sẽ phát sáng và chúng ta theo mong muốn của chúng ta rồi ạ. Xong phần này chưa đã? Rồi, tiếp theo. À, loại nền thứ hai tôi chia sẻ. Loại nền thứ hai là làm bằng ảnh nha, bằng ảnh. Bằng ảnh là lấp nền lấp ánh ở đâu? Chọn vào file và chọn vào plate. Cách thứ hai là làm bằng ảnh. Tôi sẽ quay trở về với cái bài toán của chúng ta là ổ e, chọn vào thư viện ảnh. Chúng ta chọn vào biểu tượng background. Tôi đã chia sẻ là tôi đã có cái này rồi. Tôi sẽ chọn cho nó một cái tên tông màu nó khá giống với tông màu mà tôi đang chọn. Mọi người nhìn thấy cái tông màu này đang giống mà nhưng sắc độ của cái này tốt hơn hẳn. Mọi người nhìn này chưa? Rồi bắt đầu làm này. Tôi cho cái ảnh này xuống dưới được không ạ? À, cái ảnh này các bạn nhìn lên đến đây không ạ? Tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F là có nghĩa là tôi có hai cái lớp nền như này này. Để cho mọi người biết là tôi làm kiểu gì, chứ mọi người này cứ nhìn thấy tôi Ctrl C Ctrl F mà không biết nó chui vào kiểu gì thì nó khó. Lúc này tôi sẽ thu nhỏ cái hình này lại bằng chiều ngang của đối tượng. Đây, ok, tôi sẽ tích vào đây. À, nó đến đây này, nghe nhỉ? Đến tay một tí. Được chưa? Nào nhá. Vậy thì các bạn có đồng ý với tôi là cái hình này đang ở dưới không ạ? Cái khung này đang ở trên đúng không ạ? Đổ màu vàng cho dễ nhìn. Không là mọi người bảo là lẫn lộn. Đây, cái miếng màu vàng riêng chưa? Nào, chọn đối tượng số 1 giữ shift, chọn đối tượng số 2. Nếu tôi dùng căn chân số 7 thì có phải cái ảnh dưới sẽ chui vào miếng màu vàng không ạ? Phần không giao nhau sẽ không nhìn thấy. Tôi ấn vào căn chân số 7 cho các bạn. Các bạn có nhìn thấy cái ảnh này của tôi không ạ? Hiểu cái này chưa đã? Và sau khi làm xong chúng ta sẽ tích đúc vào đây. Tích đúc vào để làm gì? Điều chỉnh cái hình ảnh lên trên một tí để làm cho nó đẹp hơn. Ok, thì bắt đầu tôi có một cái nền trong suốt và làm khá là tốt cái hình này rồi. Xong phần này chưa? Rồi, tiếp theo. À, các bạn có đồng ý với tôi là ở đây tôi có một cái miếng màu như này không ạ? Tôi có thể được quyền là Ctrl C và Ctrl F lên một độ nữa không ạ? Nào, Ctrl C, Ctrl F thì có phải có hai cái miếng không ạ? Nhưng tôi đang dùng overlay thì nó sẽ tăng sáng lên cho các bạn. Ctrl C, Ctrl F, các bạn có thấy tăng sáng không ạ? Lúc này chúng ta dùng công cụ phím V và đẩy lên trên một tí thôi thì các bạn sẽ thấy là tôi có sự chuyển độ. Làm chơi nhảy cũng đang chuyển độ này. Có hiểu bản chất này không đã? À, còn có những người khó tính hơn, ok, rất là đơn giản, kéo xuống lên một tí cho tôi. Nhìn thấy chỗ này chưa? Nào. Nào, kéo xuống đây. Đoạn này khoai nha, sẽ có cấp độ nâng cấp này. Lúc này đối tượng các bạn có đồng ý tôi đang là màu trắng không ạ? Nhưng mà tôi đang dùng overlay thì nó chìm vào nền. Có hiểu cái này là màu trắng đã? Nhìn thấy màu trắng của tôi chưa? Nào, thì trong cái phần inlut mình có tính năng là đảo ngược cái vùng trắng đó thành nét. Có nhìn thấy chỗ này không ạ? Đang là màu trắng mà nét không có gì. Chúng ta sẽ ấn vào Shift X thì có phải là tôi có một cái nét như này không ạ? Có nhìn cái nét nào của tôi không ạ? Rồi, vậy cái nét này tôi có thể cho to lên một tí bằng công cụ là số 3, số 4. Bạn thấy nét to chưa?
Với cái nét này tôi sẽ đặt vào vị trí này. Thì các bạn có nhìn thấy cái nét của tôi có đường này không ạ? Tôi muốn tạo ra một cái đường nét nó như thế này. Hiểu bản chất của cái này chưa đã? Rồi tiếp theo nhá nào. Bỏ qua. Hiểu cách làm chưa? Hiểu cách làm để làm ra cái biệt ấy rồi. Rồi tiếp theo. Bây giờ nâng cấp thì phiên bản qua RGB, các bạn ghi đi cách dùng qua RGB. Em có thấy là khi mà chúng ta dùng trên CMYK thì chúng ta chuyển màu vào nhau rất là dễ, nhưng khi chuyển sang kênh RGB thì nó xảy ra một vấn đề như sau. Nào, ví dụ nhá, trước khi chuyển sang RGB thì các bạn để ý tôi đang CMYK và bạn có nhìn thấy cái ảnh chìm vào nền rất là êm không ạ? Ok. Lúc này tôi chọn vào file và tôi chọn vào plate. À, tôi sẽ chọn lấy một cái ống ánh, ví dụ một cái biểu tượng như này, sáng sáng như này được không ạ? Đây tôi vẽ ra đây. Nhìn thấy cái này chưa? Tôi muốn dùng giá trị hòa trộn của đối tượng này trên nền thì tôi sổ cái này xuống và tôi chọn vào giá trị đó là nọc gì ạ? Làm sáng ảnh. Làm sáng ảnh thì có phải màu tối sẽ bị trừ tiêu không ạ? Các bạn nhớ nhá, đây là tiêu chí trong Photoshop. Cũng giống trong InDesign này, chúng ta có tính năng là khi chọn vào biểu tượng này thì màu đen sẽ bị trừ tiêu và màu sáng giữ nguyên. Nhìn chưa ạ? Các bạn nhìn nha, tôi sẽ chọn vào đây, sổ xuống, chọn vào đây. Các bạn có nhìn thấy cái màu tôi bị trừ tiêu không ạ? Nhưng trên CMYK không bao giờ thể hiện được một cách 100%. Tất cả những cái giá trị hòa trộn này sẽ được nằm trên giá trị RGB là xuất sắc. Nên chính vậy mà bạn làm trên kênh InDesign mà trên RGB sẽ cực kỳ kinh khủng đấy ạ. Nhìn nhá, nhìn trên CMYK chưa? Nó có hòa trộn hết không em? Đúng không? Nhìn nhá. Tôi sẽ chọn vào file và tôi chọn vào edit và tôi chọn vào biểu tượng đó là RGB đang chuyển từ CMYK sang RGB thì bạn sẽ thấy một điều xảy ra. Các bạn nhìn thấy cái hình màng màng của tôi hết không ạ? Hình màng màng hết nhưng mà mỗi tội là cách người này lại không chìm vào nền. À đấy ạ. Đây là vấn đề của ông RGB đấy ạ. Vậy làm thế nào mà trên RGB tôi vẫn chìm vào nền được không ạ? Ok, vậy thì chúng ta sẽ chọn nhá. Điểm này chọn vào đây chắc chắn sẽ ngon, nhìn đúng không ạ? Có thấy là phát sáng chưa? Rồi, tiếp theo. Tôi sẽ xử lý bằng người như sau, qua RGB. Khi chuyển gradient qua RGB thì chúng ta bị lỗi trong trường hợp mặt nạ. Mặt nạ của chúng ta đang là màu đen trắng như các bạn đã từng hiểu, nhìn thấy này không ạ? Chúng ta sẽ tích đúp vào đây. Thì trong cái bảng này nó có một phần là color và có nhìn thấy màu đen chỗ này không ạ? Tích vào đây thử xem. Không được các bạn ạ. Rất là đáng tiếc là tích vào đây không được. Vậy thì để muốn chọn ra màu đen tuyền, chọn ra màu đen tuyền, đen toàn bộ ấy, thì cái này nó mới chìm vào nền được. Thì người ta sẽ có thông số là CMYK, tôi đẩy toàn bộ này lên 100%. Bạn yên tâm một điều rằng chính xác. Nhìn thấy chui vào nền chưa? Thì đây mới là chính xác là RGB đấy ạ. À, tại sao tôi lại thích dùng RGB? Bởi vì khi dùng RGB đấy, nó có một tính năng là làm cho bản thiết kế của bạn long lanh và bắt mắt hơn rất nhiều và dùng được rất nhiều hiệu ứng. Đồng ý không ạ? Nào, lại tiếp tục nhìn để ý lên đây. Thầy ơi, em làm xong RGB rồi nhưng mà người ta bảo em xuất vào file để in mà in này lại dùng CMYK thì thầy ơi thầy làm thế nào giúp em? Thì trong trường này tôi ví dụ thôi nha. Nào tiếp tục này, như này, chọn vào cái thoát khỏi lệnh. Đoạn này xử lý nốt đoạn này nhá, làm cho nhớ nào. Chọn vào hình, chọn vào mặt nạ. Được chưa? Sau khi chọn mặt nạ xong, chọn vào gradient, tích đúp vào đây. Trong bảng này nó có phần là chọn màu đen không được thì kéo hết cái này lên 100% cho tôi. Là tự khắc ảnh sẽ tự chìm vào nền. Xong rồi. Hiểu cách này chưa? Rồi nha, bây giờ là trường hợp tôi giải quyết có rất nhiều designer hỏi tôi. Đó là, anh Khánh ơi, em làm CMYK ngon lắm rồi, nhưng mỗi tội là em đang làm trên nút mà bây giờ lại phải xuất file. Mà em có thấy là tôi làm trên RGB, xuất file, đưa cái file ảnh cho khách hàng, người ta duyệt xứ rồi. Đồng ý không ạ? Tại vì là xuất ảnh mà gửi qua Facebook hoặc gửi qua Zalo thì phải là RGB đúng không? CMYK là xanh màu ấy. Bây giờ rất là đáng tiếc anh Khánh, em phải xuất cái file này để in ấn thì có phải trở về CMYK không em? Mà trở về CMYK thì nó bị làm sao ạ? File chúng ta chọn vào đây và chọn vào CMYK được không ạ? Thì cái này lại bị xạo hỏng. Bị hỏng rồi đấy. Chuyển sang đây, em xuất file đi. Đúng không ạ? Em có dám in cái này không? Thì tôi chỉ cho bạn một cách như sau. Nhìn này. À, cái này là RGB của chúng ta.
À, chúng ta sẽ hòa trộn. À, tôi sẽ chỉnh lại cái này một tí. À, tôi sẽ đẩy cái này lên 100% hết cho các bạn. Ok. Nào. Lúc này để muốn tạo ra tiêu chí đấy, tôi quét qua toàn bộ nền dưới trừ cái ông ảnh. Nha, em nhìn này, quét qua toàn bộ cái này này. Trước khi làm thiết kế vị nhấn, chúng ta sẽ copy file này làm hai. Một file chúng ta để chỉnh và một file chúng ta phải biến ra toàn bộ này là ảnh. Tôi sẽ quét qua toàn bộ cái lớp ảnh dưới này và chọn vào object và chọn vào rasterize. Là chữ thì tôi để nguyên trên nên là màu sắc kệ nó, nhưng mà riêng toàn đống ảnh dưới là tôi sẽ phải biến thành ảnh đã. Và trong quy trình khi tôi biến thành ảnh thì tôi sẽ chọn cho nó tên của nó là độ phân giải là 300 là để in ấn, và tôi ấn ok thì toàn bộ cái này trở thành một tấm ảnh. Còn cách trên tôi không tính nhá, nhìn đây chưa. Vậy thì bây giờ tôi thử chuyển cho bạn xem nhá. Nếu tôi chuyển cách này từ file, tôi chọn vào đây và tôi chọn vào CMYK thì ông này chưa chuyển thì ông này bị lỗi, còn riêng ông này không bao giờ bị sao. Các bạn nhìn này, em nhìn chưa, hiểu cái này chưa đã. Và in ấn yên tâm một điều rằng chắc chắn sẽ an toàn cả chuẩn gen này. Xong rồi nhá, rồi xong chưa. Tiếp theo à, lúc này chúng ta sẽ chọn một cái chữ Vivo và chúng ta sẽ đặt vào cái logo của chúng ta, đặt vào đây. Và logo này tôi sẽ đặt là một màu trắng cho các bạn, cho nên trên tất cả. Có nhìn thấy chữ Vivo này của tôi không ạ? Tôi đặt logo vào đây. Để muốn tạo ra hệ thống bong bóng mà các bạn mong muốn, ví dụ như thế, thì tôi sẽ làm bằng cách nào? Ví dụ cái này tôi không thích, tôi bỏ qua, được chưa? Nào, tôi chọn vào CMYK cho các bạn dễ nhìn nhá. Nhìn nhá, nào bong bóng này. Chúng ta sẽ vẽ một cái hình tròn. Đây là cách tạo nền thôi, vẽ một cái hình tròn. Cái nền là màu trắng, tôi sẽ cho cái đối tượng màu trắng này chìm vào nền bằng cách như sau. Có phải bước 1 chọn vào hình không ạ? Bước 2 chọn vào transparency. Bước 3 tích đúc vào ô gần ô ảnh. Bước 4 bỏ clip để nhìn được hình ảnh. Bước 5 vẽ một hình to hơn hoặc bằng. Cái này được nhắc lại khoảng 5 lần rồi. Ok, vẽ to hơn hoặc bằng. Và sau khi vẽ to hơn hoặc bằng không có tác dụng gì, bởi vì cái này là màu gì? Tôi sẽ chọn vào gradient đen trắng bằng cách tích vào đây, thì các bạn có thấy chìm vào nền chưa? Có nhìn chỗ này không ạ? Nào dùng phím G kéo chéo chéo nào tí cho nó điệu. À kéo tí nữa đi. Có nhìn này không ạ? Và chúng ta chọn vào gradient đen trắng là sao? Đây chúng ta sẽ kéo này, kéo tí. Đây. Xong cái này chưa? Có phải chỗ này sáng hơn và chỗ này đậm hơn không ạ? Rồi sau khi làm xong bạn thoát lệnh giúp tôi bằng cách tích ra U. Lúc này cái này có thể dùng hòa trộn overlay được không ạ? Đang là màu trắng không? Hòa trộn với overlay thì nó sẽ được như này. Có thấy cái màu trắng mà nó chuyển êm vào nền nó có tác dụng chưa? Cái này là tự tạo nhá. Còn có một thể loại nữa là tôi vẩy một phát ra một đống luôn thì tính sau ạ. Nào, tôi chọn vào đây, tôi đặt vào vị trí. À, tôi copy đây, tôi sẽ thu nhỏ một tí nữa. Đặt vào đây và xoay ra. Với cái này tôi sẽ gõ với giá trị là 30. À, với cái hình này tôi sẽ gõ vào đây là 20. Các bạn có nhìn thấy cái bong bóng tôi không ạ? Tiếp theo tôi sẽ cầm về điểm này, tôi sẽ phóng to ra một tí. Với cái này tôi sẽ gõ vào đây là 80%. À, tôi sẽ xoay ngược lại. Em nhìn này chưa? Và ok, cái này tôi sẽ gõ vào đây 50%. Xong chưa? Hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta phóng to này ra. Mọi người có nhìn thấy những hình tròn tròn tôi không ạ? Rồi tiếp theo cầm điểm này lại đẩy vào đây. Nhỏ hơn. Rồi tiếp theo Ctrl C, Ctrl F lại phóng to lên độ nữa vào đây. Đặt như này đan chéo. Có nhìn này không ạ? Ok, Ctrl C, Ctrl F để copy cái này đây và thu nhỏ này. Nào bắt đầu làm đến phần tiếp theo. Nhìn này, để ý này. Chọn đối tượng. Ctrl C, Ctrl F. Biết Ctrl C, Ctrl F không ạ? Bản chất của cái này là màu trắng không ạ? Tôi sẽ biến cái này trở thành viền thôi. Chỉ có phải đang là màu trắng, tôi dẫn Shift X thì có phải là từ nút ngoài nét là sẽ là màu trắng và hình sẽ không có gì không ạ? Shift X. Bạn sẽ nhìn thấy cái hình của tôi có viền chưa?
à sắc nét hơn, cầm đây này, Ctrl C, Ctrl F, Shift X. Những cái viền tôi bắt đầu nó có giá trị khẳng định chưa? Đấy, làm sắc nét là do cái đấy đấy. Ctrl C, Ctrl F, Shift X. Thấy chưa? Rồi tiếp theo, Ctrl C, Ctrl F, Shift X. Ok, tiếp theo, Ctrl C, Ctrl F, Shift X. Ctrl C, Ctrl F, Shift X đi. Và tiếp theo cái cuối cùng, Ctrl C, Ctrl F, Shift X. À, các bạn đã thấy tôi đã tạo ra một cái viền rất là quan trọng. Với cái viền này nó tạo sự sắc nét cho background của chúng ta. Và sau khi đã làm xong, chúng ta tiếp tục đến giá trị về sản phẩm. Chọn file, chọn vào plate. Đây có phải sản phẩm không ạ? Với sản phẩm này các bạn sẽ chọn cho tôi đến một cái ổ e. Chúng ta chọn vào phần Photoshop. Đâu rồi? Cái này tôi download trên mạng nhé các bạn nhé. Các bạn cũng download giúp tôi cái. Lúc này tôi sẽ chọn vào cái thư viện ảnh vừa mới đào xong. Chúng ta chọn vào D. Kéo xuống. Đây, ok. Chúng ta sẽ có điện thoại. Và trong phần điện thoại này tôi sẽ kéo xuống một tí nữa. Tôi chọn một cái điện thoại như sau. Các bạn nhìn này. Khi chọn đồ bóng, người ta chọn với cái điện thoại là thẳng đứng thì bao giờ cũng rất là dễ. Đây là điện thoại thẳng đứng. Các bạn có nhìn này không ạ? Rồi, sau khi tôi chọn xong, tôi có điện thoại thẳng đứng rồi đây ạ. Và điện thoại này thì nó bị sao ạ? Vậy chúng ta có đồ lại được cái này không ạ? Ok, vậy ngồi đồ. Có phải là bài pen hôm trước không ạ? Nào, bắt đầu đồ. Bước 1, tôi sẽ chọn vào công cụ pen. Tôi tích vào đây một điểm. Tôi giữ shift vào đây là thẳng hàng. Tôi tích vào điểm số 2. Tiếp theo, tôi chọn vào điểm là thứ 3. Và tôi kéo theo chiều của đường cong bằng giữ shift. Có nhìn này không ạ? Rồi, ok, tiếp theo. Giữ shift đẩy lên trên bởi vì nếu đồ chính xác là đồ hộ tôi mấy cái nút này nhá. Còn nếu mà không thấy chính xác thì thôi bỏ qua. Tôi sẽ làm cho nhanh thôi. Ok, tích vào đây một điểm. Tôi sẽ chọn vào điểm này, tôi kéo vào đây. Giữ shift giá trị kéo sang bên này. Giữ shift tích vào đây. Giữ shift tích vào đây. Giữ shift tích vào đây. Và chúng ta sẽ chọn vào điểm đường cong, kéo vào theo chiều của đường cong. Giữ shift nhá. Rồi, điểm cuối cùng các bạn sẽ kéo xuống. Kéo xuống thật là nhanh, đến đây rồi. Và cuối cùng chọn được điểm này, có phải là kéo theo chiều của đường cong nên nó sẽ cong nhanh mà. Xong. Đồ xong rồi, may quá. Hình này không có nhiều khó lắm. Khó là phải làm hình zích zắc lòng lòng cơ, còn loại này chỉ có thẳng thôi. Nào chọn về điểm này, ấn Shift X. Có phải đây là màu trắng nào? Đổ một cái màu đỏ cho mọi người biết là tôi đã đổ xong. Cái ảnh nằm dưới chưa? Rồi, chọn đối tượng số 1. Giữ Shift, chọn đối tượng số 2. Ấn vào Ctrl số 7. Nhìn Ctrl số 7 chưa? Rồi bây giờ chia sẻ tiếp theo một phần nữa nha. Là phần cắt phần ảnh thừa của ảnh chui vào khung. À, các bạn có thấy rằng là cái khi mà chúng ta cho ảnh chui vào khung rồi thì cái phần ảnh thừa vẫn còn không ạ? Ví dụ chúng ta di qua, có nhìn thấy phần ảnh thừa không ạ? Rồi nhá, tôi sẽ dạy cho bạn là cắt phần ảnh thừa. Vậy cắt phần ảnh thừa đấy nó có tác dụng gì trong thiết kế không? Nó làm cho file bạn nhẹ đi ạ. Muốn file nhẹ đi không ạ? Mà vẫn đi được không ạ? Ok, nhìn này. Bước 1, cắt phần ảnh thừa, chọn vào đối tượng. Rồi, được chưa? Bước 2, chọn vào phần gì? Transparency. Bước 3, chọn vào phần Modify. Bước 4, chọn vào Object, chọn vào Pattern Transparency. Bước 5, chọn vào kênh Alpha Transparency và ấn OK. Thì đây là phần cắt phần ảnh thừa. Ấn OK nhá. Rồi, di qua. Hết phần ảnh thừa rồi. Ok, file của bạn sẽ nhẹ đi trông thấy. Được chưa? Tiếp theo, chọn sang bên này một tí, phóng to một tí, đẩy sang bên này một tí và bắt đầu làm. Nào, bước 1, chọn vào đối tượng, ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Đây là giá trị đổ bóng này. Và đây là bố cục ngoài khung. Mà ngoài khung thì phải đồ hình. Tôi sẽ kéo từ trên xuống dưới. Các bạn có nhìn thấy kéo trên dưới không ạ? Bắt đầu tôi làm bóng như sau. Chọn vào đối tượng 1, chọn đối tượng 2, thu nhỏ lại. Nhưng đừng quá nhỏ, vừa phải thôi nhá. Nhìn thấy chưa? Nào to 5 tẹo nữa. Rồi to tẹo nữa đi. Nào, bước 1 chọn vào hình. Bước 2 chọn vào transparency. Bước 3 tích đúp vào ô gần ô ảnh. Bước 4 bỏ clip để nhìn được hình ảnh. Bước 5 dùng một hình vuông vẽ to hơn hoặc bằng. Bước 6 chọn vào gradient đen trắng.
có thấy nó chìm vào nền bên tay trái không ạ? Nó mặc lệnh luôn bên tay trái cho các bạn nhìn thấy chưa? Và lúc này chúng ta chọn vào phím G thay đổi hướng gradient kéo từ trên xuống. Thì trong phần này tôi có một kinh nghiệm như sau là tôi kéo từ giữa của cái phần sản phẩm này kéo xuống đến đây là hợp lý. Bởi vì chỗ này nó sẽ là màu ghi nên bóng sẽ mờ đến chìm vào nền. Hiểu cái này chưa? Tôi cầm thì tôi kéo nhỉ. À mờ quá, chúng ta sẽ kéo lại. Ok, tôi kéo lại một tí nữa. Đây ạ. Và sau khi làm xong bạn thoát khỏi lệnh thì lúc này chúng ta có một cái nền gì? Bắt đầu chìm vào nền. Mọi người chìm vào nền chưa? Tiếp theo, nhìn này, nhìn để ý này, tôi xử lý cho bạn rất nhiều công đoạn này. Chọn này, ấn xuống dưới một tí. Được chưa? Ấn xuống dưới một tí chưa? Rồi, tiếp theo nhá. Nào, làm tiếp này. Làm một đối thể, đối tượng này, các bạn nhìn thấy đối tượng này chưa? Muốn nó có chiều sâu khi đặt trên bất cứ vật thể nào thì ở dưới đáy của này bao giờ cũng phải có một miếng đậm. Mà miếng đậm đấy làm bằng cái gì thì chúng ta làm bằng miếng elip. Chúng ta phóng to. Chúng ta vẽ một biểu tượng ở phần phía dưới giúp tôi. Đây ạ. À, cái này bạn hãy chọn cho tôi một cái màu xanh đậm. Xanh đậm nhá, các bạn nhìn xanh đậm chưa? Với cái màu xanh đậm này nếu tôi dùng hòa trộn là cái biểu tượng là multi thì có phải làm đậm màu không ạ? Nhưng cái bóng đổ phía dưới thì bao giờ nó phải làm sao ạ? Nó nhòe không ạ? Thì tất nhiên tư duy nhòe thì cứ chọn effect, chọn vào blur và chọn vào Gaussian blur là nhòe. Không phải phải bảng. Và lúc này tôi ấn vào đây thì các bạn sẽ thấy nó nhòe ra. Nhìn nó nhòe ra chưa? Ok, nhòe ít nhiều thì tùy thuộc vào bạn. Tôi ấn ok, tôi đã xong rồi đấy ạ. Có nhìn chỗ này không ạ? Tôi cầm lên tôi kéo ra ngoài cho bạn xem. Tích vào đây. Vậy cái màu này nó phải nằm trên cái miếng đậm đấy. Tôi đã có một miếng đậm. Bạn nhìn thấy cái của tôi chưa? Ok, có bóng đổ rồi. Lại có cái này rồi thì bắt đầu làm tiếp. Nào muốn cái này sắc nét nữa không ạ? Ctrl C, Ctrl F, chọn hòa trộn soft line là được gọi là làm tươi màu. Nhìn này, kéo ra. Nhìn các bạn, Ctrl Z này, thấy tươi màu chưa? Nếu bạn chọn overlay còn tươi nữa. Là kéo ra. Tươi màu. Hiểu bản chất của cái này chưa đã? Rồi. Bây giờ việc còn lại của chúng ta là gì? À, chúng ta sẽ tích vào đây. Cái chữ của chúng ta mãi mà không tích được. Em có nhìn thấy cái hình này đè phía trên không ạ? Tích vào đây không được. Nhìn này, chia sẻ kinh nghiệm này. Để muốn hiển thị toàn bộ đối tượng thiết kế của chúng ta dưới dạng là nét. Sao em? Sao? Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl Y dài. Ctrl Y dài nó sẽ hiện thị dưới dạng nét thì bạn tích vào đây, bạn yên tâm về điều rằng chọn chính xác lắm. Nó đang ở lớp dưới đúng không? Cho lên trên tất cả bằng Ctrl Shift hoặc vuông bên tay phải và ấn vào Ctrl Y dài để hiển thị lại. Yên tâm một điều rằng tích bây giờ là chắc chắn chính xác. Chọn vào đây. Và tôi phóng to ra. Nếu mà nền đậm của chúng ta như này thì chúng ta phải chọn là cái gì ạ? Chữ màu trắng. Chọn trắng đã, tính sau. Cô gái này nằm hơi lệch một tí, cầm cô gái này đẩy ra ngoài một tẹo được không ạ? Ê. Chọn rộng. Banner này là banner cho web. Cầm điểm này cho lên trên, cho tất cả lên này được không ạ? À, đầu tiên chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng như sau là chữ C. Tôi phải đánh chữ hoa C cho chữ hoa. Phông chữ này tôi sẽ thay đổi bằng UTM. UTM. Đây làm ra một phiên bản mà để muốn mà nó đứng được trên thị trường thì chắc chắn là phải làm qua các công đoạn giống như tôi đang làm. Bạn yên tâm, bạn đặt chắc chắn từ 50% đổ lên, không bao giờ có 50% đổ xuống đâu. Còn nhiều thằng thiết kế còn xấu điên mà vẫn ok được. Nha, rồi bây giờ bạn nhìn thấy chưa? Làm sạch rất là sạch nước cả. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là một cái UTM và chúng ta chọn phông chữ. Bạn nhìn thấy phông chữ này chưa? Nguyên tắc của thiết kế thì người ta sẽ dùng phông chữ gì? Nét thanh đi với nét đậm. Ok, tôi sẽ chọn vào đây. Có rất nhiều loại phông. À, có những bạn để chọn phông này, có những bạn chọn phông kia. Rồi. À, tôi chọn phông có chân và không chân. Rồi, xong được một cái đầu tiên, tôi sẽ chọn vào đây. Cái thứ hai, tôi sẽ chọn vào selfie, tôi sẽ chọn vào đây là Ctrl X. Và tôi sẽ tích ra một cái biểu tượng thứ hai, Ctrl V. Tôi chọn một biểu tượng chữ toàn bộ cái này là chữ gì to lên tí bằng tỷ lệ 2/3. Chọn phông này là phông UTM, UTM AVO. Lúc này các bạn sẽ thấy là tôi là phông tròn và phông này tôi sẽ chọn là phông chữ in hoa. Có nhìn nào không ạ? Vậy thì nét này gọi là nét mảnh đi với nét dày.
nếu tôi chọn cái này nhỏ đi một tí bằng cái chữ này thì các bạn nhìn thấy chưa, thì cái tỷ lệ từ đây đến đây là 2/3. Tôi sẽ chọn với tỷ lệ vàng cho các bạn, kéo lên một tẹo, đặt cái này lên một tí, đặt phông chữ này là phông chữ in hoa, tôi chọn vào chữ, tôi chọn vào type, tôi chọn vào biểu tượng là trên cây và tôi chọn vào đây, đây là chữ in hoa, hiểu cái này chưa? Chữ thường đi với chữ in hoa, tôi muốn nhấn mạnh cái biểu tượng này. Ok, tôi kéo vào đây một tí, đẩy lên trên một tí. Bây giờ nó còn có một cái tên nữa các bạn ạ. Các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi, kéo này xuống dưới, đặt hợp lý. Có nhìn này không ạ? Rồi, tiếp theo, tên của nó tên là gì? Chúng ta chọn vào V15, chọn vào file, chọn vào place. Nào có phải không ạ? À, có biết có phải V15 không? Ui, toàn... Đây, V15, nhìn thấy chưa? Chuẩn xác chưa? Rồi, ok, bây giờ tích này, tích vào đây một cái. Chúng ta ấn vào V, Shift V15. Và sau khi tôi chọn vào V15, tôi sẽ chọn cái này to lên. Và biểu tượng này chắc chắn là bạn sẽ chọn cho tôi biểu tượng nào màu trắng là chuyện đương nhiên rồi. À, sau khi làm xong tôi sẽ chọn ra chữ V15, tôi co giãn giữa chữ V15 lại sát với nhau bằng V. Cái này giống như thiết kế logo cho một tên thương hiệu. Có hiểu cái này chưa đã? À, tiếp theo, số 15 tôi sẽ tích vào số 15 bằng cách tôi tích vào đây, tôi chọn vào số 5. Nhìn nhá, đẩy vào trong. Ok. Đây là số T số 7, nó có tính năng là co giãn giữa các dòng với nhau, nó cực kỳ tốt cho việc thiết kế của các bạn. Bạn có thể chọn phương pháp là cái này căn vào giữa. Cái này căn vào giữa. Hiểu cái này chưa? Đây là phương pháp an toàn cho việc thiết kế của bạn. Xong chưa? Rồi, tiếp theo. Nào, đẩy vào đây. Không biết nó vào giữa chưa? Chơi một trò như sau, chọn đối tượng 1 giữ shift, chọn đối tượng 2, tích vào đây đối tượng nằm gốc. Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2, tích thêm một lần nữa thì cái đối tượng tích thêm một lần nữa chính là đối tượng gốc. Và đối tượng gốc thì tôi chọn vào online và tôi chọn vào biểu tượng căn vào giữa thì chắc chắn sẽ chính xác. Hiểu cái này chưa? Rồi, tiếp theo, chọn vào V15, chọn vào đối tượng 1, chọn đối tượng 2, tích thêm một lần nữa. Chọn vào online, chọn vào căn vào giữa. Chuẩn nữa. À, làm như thế cho nhớ ạ. Chứ còn tôi làm một cái thôi ạ. Làm như thế để cho mọi người biết là như thế nào để nhớ về lệnh căn chỉnh ạ. Chứ hơi đâu mà rỗi lại nói nắm thế. Nào, xong chưa? Rồi, tôi chọn vào đây. Tôi chọn từng cái mà nhá, giữ shift tôi chọn vào đây, tôi giữ shift tôi chọn vào đây và tôi thu nhỏ lại một tẹo nữa để cho nó đỡ bị kích bố cục. Đẩy vào đây một tí cho nó hiền hòa, đẩy lên một tí nữa cho nó đẹp hơn. Được không ạ? Tiếp theo, chữ Vivo của chúng ta đặt vào đây, căn bằng đầu, nhìn chỗ này chưa? Kéo sang bên này. Ok. Đẩy lên trên, nếu mà đẩy lên trên thì bạn phải thu nhỏ lại. Được không ạ? Đặt vào đây hiền hòa một tí. Xong chưa? Rồi, tiếp theo nhá. Chữ 15 này tôi sẽ dùng một tiêu chí như sau, đó là ấn vào Ctrl Shift O. Ctrl Shift O biết là gì không ạ? À, convert cái chữ này trở thành đối tượng thường để tôi biến đổi nó để cho cái chữ tôi mềm mại hơn. Ctrl Shift O. Nhìn Ctrl Shift O chưa? Rồi bắt đầu chơi một tròn như sau, phóng to. Bắt đầu dùng phím E, tôi tích vào đây một điểm, tôi giữ Shift tôi tích vào đây một điểm và tôi kéo nhẹ thì các bạn sẽ thấy nó tạo ra chữ V. Ok, cho điệu thôi. Tiếp theo chọn vào đây. À, có nhiều người cầm này kéo vào đây cho nó điệu thôi. À, chữ số 5 tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Tôi kéo cái điểm này cho có vẻ điệu thôi. Hiểu cái này chưa đã? Ok. Rồi, tiếp theo. Bình tĩnh, chúng ta sẽ dùng rất nhiều thủ thuật. Nào, các bạn nhìn vào đây. Điểm này tôi thấy hơi bị xa quá, tôi sẽ kéo xuống một tí với cái hình này. Được chưa? Nào, 15 nào. Chọn 15. Tôi sẽ copy cái này ra ngoài và chọn biểu tượng là màu đen. Đây là biểu tượng làm bóng tốt nhất hiện tại trên Linux bây giờ, đó là công cụ Blend. Đó là chuyển từ hình 1 sang hình 2. Hình này tôi sẽ cầm đối tượng này tôi kia đẩy lên trên, tôi có hai hình. Hình thứ nhất là màu đen, hình thứ hai là không có gì. Biết không có gì là gì không ạ? Bằng không. Tôi quét qua cả hai và tôi dùng công cụ là Alt Control B hay tương ứng với lệnh Object, chọn vào biểu tượng Blend và chọn vào Control Alt B. Đây là hiệu ứng làm bóng tốt nhất hiện tại bây giờ nhá. Không gì tốt bằng thằng này đâu. Kể cả em chọn vào effect, chọn vào style, rồi chọn vào drop shadow thì không bao giờ bằng thằng này được. Thằng này kinh khủng hơn rất nhiều.
Vậy với truyền hình này tôi đang chuyển một cấp độ, tôi tích đúp vào công cụ V kép. Công cụ V kép này là công cụ mà đi nhanh nhất qua object, chọn vào blend và chọn vào blend option. Nó chính là cái này đấy ạ. Và tích vào đây thì em sẽ có số lượng preview. Đây là tính theo màu. Tính thứ hai là theo số lượng, đây là số 1, tôi tận 5 chuột thêm tí. Có nhìn thấy cái này không ạ? Ok, năm nhiều nhiều tí cho nó đẹp hơn. Ok, thế là tôi đã có một cái bóng. Và cái bóng này bạn muốn là cho nó đừng xa quá, tích đúp vào đây, tôi sẽ điều chỉnh cái hình này nó gần lại. Đẩy sang, đẩy xuống. Thấy nó xa chưa? Rồi. Nhưng cái bóng của một đối tượng thì bao giờ cũng phải dùng tiêu chí, đó là multi, là làm đậm màu thì nó mới đứng được trên các thể loại về nền khác nhau. Ok. Rồi, bây giờ thì việc còn lại là chúng ta đẩy vào đây. Xong rồi mà. Cho xuống dưới. À, cái này người ta đã từng làm những biểu tượng icon như sau. Các bạn nhìn nhá. Tích đúp. Cầm này không ạ? Cầm cái kéo này vui cực. Tích đúp vào đây. Có nhìn thấy cái biểu tượng icon trên trên mạng không ạ? Làm suốt ngày giống như cái này. Xuống dưới một tẹo nữa. Xuống dưới tẹo nữa. Và khi mà tôi xuống dưới này, tôi sẽ sổ xuống và tôi chọn vào giá trị là 68 cho nó phong thủy ạ. 68 cho nó mềm ạ. Đây, 68. À, 69 thì ok. Các bạn có nhìn này chưa? Và bạn có thấy là cái độ chuyển độ của tôi đang bị làm sao? Hơi ít. Nên tôi sẽ chọn vào đây và tôi tích đúp vào công cụ V kép để làm sao nâng cái chuột này lên một tí nữa để cho nó nhiều hơn. Nâng vào đây. À, em có thấy nó mịn màng chỗ này không ạ? Rồi, sau khi mịn màng xong, bạn đã tạo ra một cái bóng sẽ rất là hấp dẫn. Hiểu cái này chưa đã? Rồi, phóng to tiếp theo một lần nữa nào. Tích đúp vào đây. Cái bóng này tôi sẽ đẩy sang bên tay trái một tí để cho nó chéo chéo như này là hợp lý này. Rồi. Hay là chéo sang bên này. Thì đấy là việc của các bạn chứ không phải việc của tôi. Được chưa? Đấy, mọi người có thể chọn nữa như phương pháp này. Nếu chúng ta thấy mà nó đậm quá, chúng ta tích vào đây một tí cho tôi và chọn vào giá trị là thấp xuống. Thấp xuống tí nữa thì màu nó sẽ đẹp hơn. Mọi người nhìn này chưa? Ok, chúng ta sẽ có đối tượng 1, chúng ta có đối tượng 2, chúng ta đẩy xuống thêm một tí nữa và phóng to ra với tỷ lệ cân bằng. Ok. À, với cái vừa rồi thì tôi đã chia sẻ cho bạn thêm một cái giá trị giống như thế này. Làm ra một sản phẩm. Được không ạ? Nhìn này không ạ? À, và cái sản phẩm này có giá trị là các bạn đã làm cho một dòng về điện thoại. Và chắc chắn cái này nó sẽ liên quan đến một cái thiết kế cho banner cho web. Các bạn hiểu cái này chưa? Và banner cho web, nếu bạn muốn cô gái này nhiều người mà tốt hơn nữa thì bạn ấn vào Ctrl C, Ctrl F cho lên trên một độ nữa và dùng hòa trộn overlay. Dùng hòa trộn soft light. Nhìn không ạ? Nào nhìn này, kéo ra. Cô mới sẽ bị mờ hơn nếu mà chúng ta không làm. Nhìn này, kéo ra. Nhìn không ạ? Cho lại Ctrl Z này. Có thấy rõ lên không ạ? Rồi. Tiếp tục đến đoạn cuối cùng, chính là đoạn nhấn nhá và làm cho sản phẩm khách hàng cực kỳ thích. Bởi vì cái này nó sẽ ứng dụng cho một số sản phẩm thôi. Bạn sẽ chọn vào công cụ cuối cùng của giá trị chúng ta, đó là biểu tượng tia mặt trời. Tia mặt trời này, nếu này chúng ta sẽ chọn biểu tượng là tôi nhấn nhá vào đây. Nhìn này, tôi kéo đi cho bạn xem nhá. Nhìn không ạ? Sau khi kéo xong thì nó có tia mặt trời, tôi cầm cái biểu tượng tia mặt trời tôi kéo vào đây, chữ camera. Ok, và sau khi tôi có xong tôi có được biểu tượng này. Và cái này chỉ nằm trên những giá trị nền gradient thôi, nên bạn dùng hòa trộn đó là soft light giúp tôi. Hiểu cái này chưa ạ? Ok. Nào, còn có vấn đề gì cái này không ạ? Lúc này chúng ta chuyển sang CMYK nhá, nhìn này. CMYK hay là RGB thì đều có tác dụng hết. Nhìn đây, CM sang RGB màu nó tươi hơn độ không ạ? Thì cái này không được dùng nữa, phải vứt bỏ ngay đi. Vừa như này là được rồi. Có thấy không ạ? Phần thứ hai các bạn nhìn này, sau khi mà sang RGB, chúng ta sẽ bắt đầu thay đổi file, chúng ta chọn vào Blade. Chúng ta sẽ chọn một biểu tượng thư viện ảnh và chọn vào Background. Hôm nay hy vọng rằng các về nhà các bạn sẽ làm cho tôi cái này. Kéo xuống, ở đây nó có rất nhiều tiêu chí. Nào, nhìn nhá. Sang RGB cái gì cũng có. Nào, các bạn nhìn cái màu đen này của tôi chưa?
Cách màu đen này nó rất hay ở chỗ là khi chúng ta dùng hòa trộn đó là color. Có nhìn thấy color này không ạ? Bản chất của cái việc color là màu trắng đặt trên nền đen. Nếu không có màu trắng đặt trên nền đen thì môn thổ không bao giờ được giá trị này đâu ạ. Vậy thì khi tôi chọn vào đây thì bạn yên tâm một điều rằng có một tia. Thế. Và các bạn sẽ kéo đây cho tôi một tí. À, các bạn sẽ kéo vào đây một tí và có thể chìm vào nền được không? Thì đấy là việc của các em. Có nhìn thấy chỗ này không ạ? Ok, bỏ qua. Phần thứ hai, tôi muốn rằng là làm những cái vật liệu phát sáng, tôi sẽ chọn là file và tôi chọn vào plate giống như vừa rồi tôi vừa chia sẻ là kéo xuống đây một tí. Em có thể làm set không ạ? À? Làm set cho gấu nhá. Tiếng set lái tỉnh. Nhìn này chưa? À, cái này thì chả có gì kinh khủng à, nhưng mà ấn vào đây thì nó kinh khủng phết. Ok. Có nhiều người quảng cáo mà em. Được quyền mà. Đúng không ạ? Và lúc này tất nhiên chúng ta sẽ quay trở về với ban đầu. Hiểu cái bản chất của tôi chưa? Ok, đã xong. Hiền hòa hơn rất nhiều, dịu dàng hơn rất nhiều. Và đây chính là bài thiết kế của tôi dành cho các bạn về gradient. Hôm nay tôi đã chia sẻ phần gradient ở cấp độ 1. Thực ra gradient nó sẽ có rất nhiều cấp độ, nhưng đây là cấp độ chắc chắn là đối với người thiết kế cần phải nắm được. Gradient của tôi có giá trị là gradient dùng với hiệu ứng, gradient được dùng với pattern, gradient dùng với ảnh, và gradient dùng với bút. Nó có rất nhiều loại gradient. Và nếu mà bạn nhuyễn được cái tất cả thể loại đấy thì chúng ta làm mới tốt được. Rồi đến đoạn này có nhiều người hỏi bảo thầy ơi, em thấy cái này nó thừa ra ngoài thì làm thế nào bây giờ? Ctrl Shift H nhìn thấy nó thừa ra ngoài chưa? Ok, rất đơn giản, quét qua toàn bộ cái đống phía trên giúp tôi. Được chưa? Biết Ctrl G không ạ? Ctrl G. Vậy thì khi Ctrl G có phải đồng ý nó thành một chưa? Rồi, nhân bản cái lớp nền này cho tôi một cái. Lớp nền là cái này này, nhìn thấy không ạ? Ctrl C, Ctrl F cho lên trên tất cả. Có phải thằng này giống ảnh không ạ? À, ông này là ảnh, chọn đối tượng này, giữ shift chọn ông này, chui vào thằng này bằng Ctrl số 7. Sạch tất cả rồi đấy ạ. Và bây giờ chúng ta kết thúc một sản phẩm ở đây. Đây là phản sản phẩm thiết kế về một cái điện thoại của Vivo bản mới ở đây ạ. À, trong trường hợp này nếu mà trường hợp mà logo chưa rõ lắm lại chơi trò Ctrl C, Ctrl B bỏ, đẩy sang bên tay phải, đặt xuống tí, dùng bút y ngắn chỉ thẳng vào đây là màu xanh đậm. Và sau đó chọn về giá trị cho tôi overlay. À, multi. Lúc này tôi đã có một cái điện thoại, làm sao ạ? Tích vào đây một cái. Nhìn này không ạ? Dịch chuyển sang trái một tẹo. À, dịch chuyển như này không chính xác. Phóng to, dịch chuyển bằng tay. Nhìn này không ạ? Rồi. À, với cái bóng đổ như này, nếu em ưng ý rồi thì ok, còn nếu không ý thì chọn cái đối tượng dưới nằm nhòe ra. Nó sẽ được khẳng định trên nền đó. Ok, thì bài hôm nay tôi đã dừng lại phần này. Phần này tôi bỏ đi. Em yên tâm một điều rằng cái này chỉ cần kéo xuống đây là đẹp ngay. Tức nhìn này, kéo xuống. Sử dụng toàn bộ chữ nha, nhìn này. Một thằng, nhìn này không ạ? Hai thằng, ba thằng, bốn thằng. Có phải nên được cái này không ạ? Năm thằng, sáu thằng, bảy thằng. Ok, giữ phim an, copy xuống đây. Cho nên trên tất cả. Nhưng em có thấy là khi mà đặt trên những cái này thì chúng ta sẽ bị một trường hợp như sau. Đó là cái hình của chúng ta, các bạn nhìn thấy chưa? Cái này tôi không dùng hòa trộn nữa. Đó, em có thấy chữ khó nhìn không em? Có. À, vậy thì nền óng ánh nhưng phải xử lý đấy ạ. Nền càng óng ánh bao nhiêu, càng đẹp bao nhiêu thì lại càng phải xử lý về chữ bao nhiêu. Nên không dễ sử dụng nền óng ánh đâu. Hiểu cái này chưa? Ok, tôi sẽ quét qua phần này và tôi vứt bỏ đi ạ. Mọi người hiểu phần này chưa đã? Chúng ta bắt đầu làm bài. Hy vọng rằng các bạn sẽ ngồi thực hành cho tôi phần gradient. Đây là bài cuối cùng của chúng ta. Làm ra một sản phẩm thôi. Ok. Xếp S này. À, đặt ra một biểu tượng bên ngoài là bài tập. Thiết kế. Điện thoại. Vivo. Được chưa? Xếp này. Sau khi bạn xếp lại xong thì bây giờ chúng ta đã có được một cái hình ảnh rồi. Nhìn nhá. Nào. Có nhiều người bảo là em muốn vẽ một cái khổ giấy để xuất file thì chúng ta tính sau. Nhưng ít nhất một sản phẩm bạn làm ra phải tầm như này. Rất bắt mắt. Hiểu cái này chưa? Chúng ta kết thúc ở đây.